Trước tiên thì anh gửi lời chào tới cho tất cả mọi người đang xem chương trình của Thành Nguyên và Điều ha. Trước tiên cũng chào Thành Nguyên. Dạ. Kế đó thì cũng chào tất cả bà con, cô chú, anh chị em và trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Dạ. Cũng có một lời chúc dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt. Rồi, cái đó anh thì tên họ là Phan Văn Nghĩa. Phan Văn Nghĩa. Đúng rồi. Vâng. Phan Văn Nghĩa. Sinh 1963. Thì chỉ làm ruộng thôi, làm nông em. Vậy là năm nay là 59 ha. Đúng. 59 tuổi. Và mình đến từ đâu ạ? Đến từ Kiên Giang. Từ Kiên Giang. Ở huyện Tân Hiệp. Từ Kiên Giang mình đi về Cần Thơ là lúc bao giờ? Cũng 2 tiếng. Cũng 2 tiếng. Chạy vòng 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 á. Dạ dạ dạ. Ý là anh đi đường này anh đi đường tắt á. Vâng. Vâng. Thì nói chung là Thành Nguyên cũng ghi nhận cái tấm lòng của mọi người khi mà đi cái quãng đường cũng khá là xa. Cũng như là cái sự nghiêm túc. Thì Thành Nguyên cũng chúc cho các anh trong cái công cuộc đi tìm ý đương nhân thật là nhiều may mắn ha. Dạ. Yeah. Dạ. Rồi công việc của anh Nghĩa là hiện tại là anh đang làm nông đúng không ạ? Nên là làm nông thì là mình có vườn lúa. Lúa. Làm lúa. Dạ, có rộng anh. Cũng được mười mấy công. Mười mấy công. Rồi cái thu nhập từ cái việc đó như thế nào anh chia sẻ cho Thành Nguyên và các chị nghe xíu. Một năm thì ở trên bên đó thì là một năm nó tới 3 vụ á em. Thằng năm á. Dạ. Năm tới 3 vụ á. Cũng như như vừa lọt qua Tết thì khoảng khoảng nói mùng 10 đồ thì cứ làm một vụ, rồi hôm rồi tới tháng 4 năm làm một vụ nữa, rồi đợt này một vụ nữa, đây tới tháng 8 làm một vụ nữa. Và lúa giờ chuẩn bị chỗ nữa. Dạ. Là một năm 3 vụ đó. Dạ. Một vụ như vậy thì từ chi phí ra thì mình còn bao nhiêu? Nhưng mà mình cũng nhà bị anh cũng có ít đó, có 11 con đất đó thì chi phí một năm anh làm rồi chắc cũng còn được 100. Bỏ chi phí rồi. Dạ. Một năm bị đất nhà mình đâu có mất. Đúng rồi. Dạ. Một vụ với lại 30, 40, 50 cũng không chừng. Một vụ mà đông, quan trọng là cái đông xuân thôi. Dạ. Yeah. Thành Nguyên cứ hỏi như vậy cho biết, bởi vì là nhiều khi các cô các chị cũng quan tâm tới cái điều kiện của mình, rồi cái công việc của mình nó như thế nào. Dạ. Yeah. Rồi cái tình trạng hôn nhân của anh Nghĩa là sao anh cho Thành Nguyên hay? Tình trạng hôn nhân thì vợ chồng sống đúng nhau được 40 con. Nhưng mà thì cũng hết duyên hết nợ rồi chia tay rồi ly hôn. Chứ không có gì. Ly hôn nay gần 2 năm rồi. Gần 2 năm. Trên mà giấy tờ thì nó cũng mới xong hôm tháng 3 thôi. Còn ly hôn, thôi giao thì cũng sắp 2 năm rồi. Trên giấy tờ thì mới xong. Dạ. Rồi thì Thành Nguyên cứ hỏi như vậy chứ biết ha. Dạ. Dạ. Anh Nghĩa là có tất cả là mấy người con ạ? 4. Đúng. Bây giờ chắc là tư riêng hết hả? Tư riêng hết, vợ chồng hết. Có mình anh ở nhà là mấy năm nay luôn. Khi anh đến đây thì các con cũng như người thân ngoài biết và ủng hộ. Biết, con cái nó biết hết. Đằng này đi mà cũng thông báo cho con nó biết hết. Với anh và mẹ nó thôi nhau thì coi như là 4 đứa con nó gì bên đây hết. Nó không có theo mẹ nó đứa nào hết. Coi như mình cũng thông báo cho con nó biết. Bây giờ cha với mẹ là đã đi hôn vậy đó. Nhưng mà mẹ con thì vui vẻ chỗ này chỗ nhỏ. Còn cha nhà một mình giờ buồn lắm. Rồi sống một mình ra vô đau ốm không ai lo, con gái nó tư duy nó đi làm hết, nó không có đứa nào ở nhà nữa. Dạ dạ. Kêu nó về sống chung nó không chịu về. Dạ. Trong mình anh là trong anh ở vùng sâu vùng xa. Cũng như là vắng vẻ buồn bã lắm, trong cũng như trong đồng của Thành Nguyên. Chứ không phải được như thành thị đâu. Rồi ok. Cho Thành Nguyên hỏi thêm là trong khoảng thời gian mà anh chia tay vợ cho tới bây giờ đó thì khoảng thời gian đó mình có tìm hiểu thêm ai nữa? Không có Thành Nguyên. Không có, vậy đó hả? Ở vậy. Dạ. Rồi sau khi xem chương trình của Thành Nguyên thì thấy vui hả? Thấy hay hả? Cũng không có biết nữa, cũng nghe thằng em nó nói cũng hôm Tết á. Rồi bắt đầu sau mấy lướt coi thấy cũng xem thường xuyên luôn Thành Nguyên. Rồi đâu hôm nay cũng xem tới đâu 11 giờ mới nghỉ ngủ nè. Mà có bị ghen không? Nghiện. Bữa nào mà nó làm cái gì rồi là trong clip gì đâu mà coi. Dạ. Coi của em với của Tuấn Vĩ đó. Dạ. Hai kênh này là coi nhiều nhất. Dạ. Rồi ok anh, thì bây giờ Thành Nguyên sẽ vào cái vấn đề chính ha. Dạ. Thì ngày hôm nay thì anh Nghĩa đến chương trình của Thành Nguyên thì anh mong muốn bày tỏ tới cái ý tưởng nhân của mình như thế nào? Anh cũng đơn giản với em, thì anh giờ năm nay thì cũng như 59 tuổi rồi, cũng mình lớn tuổi rồi, mình cũng không có chọn lựa gì cho mấy. Thì bây giờ hôm nay thì anh đi đến đây cũng như giới thiệu cái bản thân. Yeah.
thì kiếm cô nào cũng xứng xứng với mình vậy thôi, thì cô nào có thích thì kết nối với mình, lên tới thành viên kết nối. Chứ cũng không biết sao mà nó chọn lựa nữa, mình cũng không được quyền chọn lựa đâu. Độ tuổi các cô thì anh mong muốn từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Thì từ 40 ngoài 50 gì đó, đổ lên đến năm mấy gì đó. 50 năm mấy đổ lên? À. Rồi bằng hay lớn hơn thì chịu không? Không, lớn hơn. Lớn hơn thì nhỏ hơn hoặc là... Lớn hơn vài tháng được không? Hả? Lớn hơn vài tháng được không? À, vài tháng được. Dạ, tháng em. Dạ. Quan trọng là kính như là từ 48, 50 rồi đi, 55 rồi đi. Dạ. Rồi thì về cái công việc, về điều kiện, về hình thức của người đó thì anh mong muốn sao? Thì cũng có cho được chút cũng ấy thôi, sao giờ anh cũng không trong lửa gì mấy đâu. Coi được xíu ha. À. Dạ. Rồi thì... Nhưng mà yêu cầu phụ nữ bây giờ bị mình đã gãy đổ một lần rồi, mình cũng nhắn đừng có đỏ đen cờ bạc hay số má gì đi. Dạ. Là chỉ lo làm ăn thôi, còn nếu không có nghề nghiệp làm thì ở nhà cũng được. Dạ, bây dạ. Giờ anh làm nông mà có cơm, có gạo sẵn rồi. Dạ. Chứ đừng cờ bạc thì được rồi. Cái đó thì nam nữ gì cũng ngán. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Rồi ok anh, thì Thành Nguyên hỏi như vậy cho biết. Anh nghĩ mong muốn thì như vậy đó. Nhưng mà trong cuộc sống của anh thì anh có tham gia những bộ môn đó không? Như cờ rượu chè, cờ bạc rồi cả đồ. Rượu chè thì cũng có uống, có khách khứa chứ đám tiệc có uống, em mà muốn đánh được đúng đỉnh nhau vài ly thôi à. Bị vậy lớn tuổi anh uống vô nhiều nó hơi mệt á. Dạ, dạ. Có quyết cái ác đó. Dạ. Thành ra mình không dám uống nhiều, cũng vài ly có. Còn cờ bạc là bấm cá độ, đá banh chứ này nó không có, không biết. Chỉ có một bà và xã bà cũng dạ. Mê vô cái nghề đó đó, mình không thích mà mới đến đi hôn vậy nè. Dạ. Chứ mà mình cũng viên hết lời, hết nước, hết cái mà họ không bỏ được. Thành ra mà nợ nần chồng chất rồi trả riết trả không nổi rồi thôi rồi về ly hôn. Nó cũng không có được tròn vẹn là chỗ đó đó. Anh thì anh không có làm ăn cũng mà. Chứ không có mê bán rượu chè thì có, cũng men có nha. Nhưng còn là cái như chơi những cái trò chơi như đá gà, đá banh rồi bài bạc không có. Rồi ok anh, thì những tâm tư, những nguyện vọng của anh thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây. Cũng hy vọng rằng là sau chương trình ngày hôm nay thì các cô sẽ cảm nhận được cái tình cảm của anh, những cái tâm tư, những nguyện vọng của anh đó. Thì có hồi đáp lại thì lúc đó Thành Nguyên sẽ làm cái nhịp cầu nối cho anh chị thôi. Yeah. Yeah. Thì Thành Nguyên thấy cái mong muốn của anh Nghĩa thì cũng khá là đơn giản đó. Quan trọng là các cô cảm nhận được cái tâm tư đó thì như thế nào đó thì cho Thành Nguyên hay thôi. Đúng rồi, giống như anh lên đây thì cũng như cái cuộc đời em cũng như là còn nữa mình ghép đến lại đến Thành Nguyên để Thành Nguyên ghép cho những mảnh đời nào đó còn đâu thì để sống lại cuộc này, cũng hết cuộc đời sau này còn lại để đau ốm bệnh tật với nhau, chăm sóc với nhau, cùng ăn cùng làm vậy đó. Sau này mà kết nối thành công thì anh Nghĩa tính sẽ về bên các chị hay là các chị sẽ theo anh về? Anh thì bây giờ anh có đất, có nhà ở tại nhà đó em, nhưng mà anh về thì cái chuyện đó thì ví dụ anh đi không được, bỏ đất ở giường thì ai lo. Mà cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì ví dụ anh đi cũng được, nhưng mà thôi bây giờ trước nhất thì anh mong muốn cô đó về bên anh để sống, còn không nữa thì cái đó hai người thí dụ bàn bạc, thí dụ mình thuận nha. Thuận tình với nhau rồi hợp ý nhau thì cái đó mình bàn bạc sao, về đâu cũng được hết. Anh đi cũng được mà hai về cô đó kia gì bên anh cũng được. Nhưng cái muốn anh đó thì anh muốn gái thì phải thấy chồng gì bên chồng thì tốt hơn. Còn mà trường hợp như cô đó giả sử có buôn bán hay là làm cái ngành nghề gì đó nó lớn quá không có thể đi được thì mình có thể mình quên đó mình sống tạm thời được, nhà cửa mình giao cho con cái lại. Vậy thôi. Rồi ok thì Thành Nguyên là cái người làm nhịp cầu nối đó, thì những cái điều này thì thật sự là nó cũng khá là nhạy cảm, cho nên Thành Nguyên sẽ thay mặt các anh các chị để hỏi đối phương của mình về cái vấn đề này ha. Thì mình có sao thì mình cứ chia sẻ vậy thôi. Đúng. Mình cứ chia sẻ cái gì thật tâm nhất thì nó sẽ, những cái điều thật tâm nó cũng sẽ tới đến với mình, đúng không ạ? Cái đó anh thật Thành Nguyên anh cũng trao đổi là thật lòng luôn, thật lòng trong tâm mình sao mà mình nói vậy đó, không có một gì lời nào mình khác hết trơn. Thì Thành Nguyên cũng hy vọng là ngoài anh Nghĩa ra thì ai cũng như vậy, mình cứ chia sẻ thật lòng thì cái gì đến nó sẽ đến, đúng không ạ?
Bởi mình mà nói cái gì mà cái xào xạo thì cái gì đến nó cũng sẽ đến theo. Bởi vì cái điều cũng coi này quá nhiều rồi. Cũng nhiều cái những người cũng như là như Thành Nguyên mà vẫn nhắn những người chị, người anh, người cô bác, anh em á, nhiều người nam có nữ có thì anh nghe rất là nhiều rồi. Rất nhiều người anh nghe anh cũng hiểu. Rồi ok anh thì cái gì thật lòng là nó hay hơn. Rồi ok anh thì những tâm tư, những nguyện vọng của anh Nghĩa thì mình cũng đã ghi nhận đây, và những gì chia sẻ thì anh cũng đã chia sẻ rồi. Còn bây giờ thì Thành Nguyên cũng phép được tạm dừng video tại đây ha. Cảm ơn anh rất nhiều đã tham gia chương trình của Thành Nguyên. Thành Nguyên cũng chúc cho anh thật là nhiều may mắn cũng như là sớm được ý trung nhân của mình hồi đáp lại sớm nhanh ha. Cảm ơn Thành Nguyên nha. Và bây giờ Thành Nguyên phải nói lời chào tạm biệt quý vị và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành với Thành Nguyên. Nếu quý vị mà thấy chương trình của Thành Nguyên hay và ý nghĩa thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông cho kế bên để không có bỏ lỡ một cái video nào mới nhất của Thành Nguyên đưa lên nha quý vị nhé. Rồi, tạm biệt quý vị. Rồi, tạm biệt.